Xin chào quý vị nha. Đêm vừa rồi mưa gió giông bão nó kéo dài cho tới 11 giờ, gần 11 giờ trưa luôn. Gió nó giật mạnh, phải nói là chắc phải 5 60 mai giờ. Nó gần như nó ven của cái tornado á. Mà năm nay nó bị bão sớm quá, mọi năm là tháng 6, giữa tháng 6 mới bị. Mà bây giờ cuối tháng 5 nó bị rồi. Cây lê Hàn Quốc nè, tức là trái từ ngọn tới giữa thân là bay hết luôn, bay hết, không còn em nào hết. Gió giật mạnh quá. Giờ chỉ còn mấy trái nó nằm ở dưới thấp này thôi, thấy không? Mà ta trái mình tỉa là 2 phần 3 rồi, chỉ chừa 1 phần 3 đấy, trái to 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 mới. Mà giờ nó rụng là coi như là hết luôn này, còn chắc được 1 phần 3. Rồi nó còn mưa bão tháng 6, tháng 7 nữa. Đây, hàng xóm nó thấy thương quá, nó gom cho dùm một đống đây nè quý vị. Trái cũng khá lớn rồi, nó bằng trái gót bo rồi nè, nó rụng mấy trăm trái luôn, quá trời luôn, còn có chút xíu à. Uổng ghê, mẹ tất xịt này năm nào cũng bị hết. Táo tàu á làm đi be mấy cái cành này thôi, chứ không có gãy cành hay không có cây gì ảnh hưởng đến là táo tàu bị này. Nó vẫn đứng vững, nó chỉ có lay nó rụng mấy cái lá thôi, mấy cái nhánh lá trái thôi. Bão gió nặng quá, nó bị nguyên một cái vùng lớn luôn, Dallas Fort Worth luôn. Cúp điện là tới giờ này chưa chưa có luôn á, tức là bị cái khu rất là rộng. Nhà ba mẹ mình ở cách 35 phút lái xe mà cũng bị cúp điện y chang luôn, chưa có điện luôn. Kiểu này chắc đến tối nó mới lên quá, tối đến đêm mới lên, nó mất cả hơn một ngày, nó cúp từ đêm cơ mà. Còn cái cây sung này thì quá là khỏe. Gió nó vật vờ, nó giật vẫn đứng vững, cành là ngã nghiêng trái không vẫn đứng vững. Kinh khủng, sợ thiệt đấy chứ. Thùng rác là nó bay luôn, mà thùng rác nó bay ra kia luôn, bay ra chỗ này rác nó văng ra ngoài kia luôn. Sáng mình mới thu gom vô lại, rác nó thổi bay luôn, mà rác đầy nặng nó thổi bay luôn. Trong vườn này cũng thảm thương luôn. Cái cây lê Mỹ này á, trái nó rất là chắc, rất là khó rụng, mà cái phần ngọn nó rụng cũng mất nửa rồi nè, nó văng tung tóe luôn nè quý vị. Đó, trái nó nhỏ hơn lê Hàn Quốc chút, nó rụng nè. Thì một mầm cho quý vị xem, rụng văng tứ tung lên, nó lên Nhật, cà chua gãy luôn, nhánh một nhánh đào là gãy luôn, héo queo luôn nè, đứt luôn, coi như là xong ăn nhắn này luôn. Gió chưa nằm mạnh như thế này. Cái cây lê Nhật này thì trái nó còn nhỏ nè, nó khó rụng hơn, nó dài chút, nó rụng một ít. Một cây lê Hàn Quốc trong vườn, cây này cũng rụng y chang cái cây ngoài luôn. Cái phần trên, phần ngọn tới giữa
là bay luôn, lác đác đoàn được một chút. Còn ít trong thân này, chỗ này là cũng tiêu luôn đây này quý vị, này nó rụng này. Rất thèm thương luôn, trái rất là đẹp, to to bằng cái hột gà hết trơn này, te tua này. Trái này quá bự này, ngon lắm, uống ghê, quá trời nó rụng này. Ngổn ngang luôn, mấy trăm trái, rụng mấy trăm trái luôn. Cái này dọn cũng mệt đây, này dễ thương không, rụng sắt. Nó bão quậy nát luôn. Cây sung này ràng như vậy mà nó cũng gãy một cái nhánh này luôn, gãy mất nó này. Còn cái cây sung, cái cây lê trong này cũng bị rụng te to luôn. Đây, thấy nó rụng ghê chưa quý vị? Mấy trăm trái, mấy nhánh dưới mà nó quất, cũng còn rụng mấy em nhưng mà đỡ hơn nè. Lê này, lê lê đỏ, rồi lê Kiva Pear, Orange Pear, lê Hàn Quốc luôn, là khá to rồi. Mình ghép 6 loại khá to rồi, trái đẹp quá. Đây còn lác đác, trời mấy trái ngoài này nó rụng gần hết luôn. Trái thấp cái này nó đỡ chút. Đây, rụng quá sao trời rụng. Cái trái ngoài này rụng mất mấy trái này. Đây, nó giằng. Sắt luôn. Nó bão rụng bay hết trơn luôn. Ủa, dễ sao? Trên này nhánh Hàn Quốc nhỏ xíu mà nó đu ba trái. Ba trái mà không có rụng luôn nha quý vị. À, nó đu ba trái mà không có rụng, nhanh tí xíu. Lầy kinh khủng luôn. Rụng không còn gì luôn. Ồ, mưa nữa, mưa gió bão mưa suốt à, mưa rồi quý vị ơi. Tạm dừng video tại đây nha, kiểu này chắc mai mới gom được. À, đúng, te tua luôn khắp vườn. Chào mọi người nha. Bye bye.